California, Hồng Tứ Đoàn Đồng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động. Xin được gửi lời chào đến Hồng Tứ sáng nay. Chào buổi sáng anh Đoàn Trọng và xin mến chào tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay trên đài truyền hình SET TV. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng ta bước vào những sự kiện diễn ra trong ngày thứ Năm 15 tháng 10 và chương trình cũng xin được phép bắt đầu bằng với bản tin dự báo thời tiết. Ngày hôm nay thì những thành phố ngay tại miền Nam California lân cận với khu vực thành phố Westminster, ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 94 độ F là 34 độ C, ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 62 độ F là 17 độ C. Đi đến miền Bắc California, những khu vực lân cận với thành phố San Jose, thì ngày hôm nay ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 93 độ F là 34 độ C, còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 62 độ F là 17 độ C. Và những cơn nắng nóng cũng như là heat wave cũng sẽ kéo dài cho đến hết tuần này. Và sang tuần sau thì chúng ta sẽ thấy nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Kính thưa quý vị, sáng nay Thế Giới Chuyển Động của chúng tôi sẽ mời quý vị đến nhìn tại hiện trường của 6 tỉnh ở miền Trung hiện nay đang đối đầu với tất cả những sự kiện có thể nói rất là nguy hiểm, ngặt nghèo đối với thiên tai qua cơn bão lụt vừa qua. Chắc là quý vị đã biết tình trạng lụt lội rồi nước rồi tất cả các vấn đề sụt lở đất đã mang lại rất nhiều khó khăn cho người dân của 6 tỉnh ở tại miền Trung. Ông Tứ theo dõi tất cả những sự kiện liên quan đến đề bão lụt ở miền Trung, tình trạng đến ngày hôm nay chúng ta có thể cho khán giả biết như thế nào? Thưa quý vị, tính đến hôm nay thì hai đội cứu hộ đã bước sang ngày thứ ba để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong hai vụ lở đất ở trạm Kiểm Lâm 67 và Thủy điện Rào Trăng 3. Vào đêm ngày 11 tháng 10 thì mưa lớn đã khiến cho một quả đồi sạt xuống trạm điều hành Thủy điện Rào Trăng 3, vùi lấp nhiều công dân ngay tại đó. Và đến ngày 12 tháng 10 thì đoàn công tác 21 người đã tiến vào Thủy điện Rào Trăng 3 để đưa công tác cứu hộ. Nhà Kiểm Lâm có 4 gian gồm 3 gian nghỉ và 1 gian bếp. Vào lúc 12 giờ khuya ngày 13 tháng 10 thì sau tiếng nổ lớn, núi đất đá đã sụp lên các gian nhà này và các đoàn đang nghỉ. Và 8 người đã thoát ra ngoài, 13 người hiện vẫn mất tích, trong đó có Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mang và 12 người khác. Hiện trạm thứ nhất là lực lượng quân đội cứu hộ tại trạm Kiểm Lâm 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi 13 người trong đoàn công tác của quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nạn lúc 12 giờ khuya. Hiện tại thì có 12 thi thể đã được tìm thấy trong ngày. Trạm thứ hai là về phía lực lượng công an tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3, nơi có 16 công nhân mất tích sau vụ sạt đất. Hiện tại thì họ vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ một thi thể nào. Kính thưa quý vị, mỗi thứ Năm hàng tuần, Thế Giới Chuyển Động của chúng tôi gửi đến quý vị con số do Bộ Lao động đưa ra về tình trạng công nhân hiện nay đang làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp và số lượng người thất nghiệp gia tăng hoặc là sụt xuống như thế nào. Đây là một trong những mấu chốt của vấn đề mà chúng ta có thể tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ trong tương lai. Và đến hôm nay thì số người yêu cầu xin được trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã tăng lên một con số khủng khiếp, lên tới con số 896.98.000 người. Một con số có thể nói là cao trong lịch sử và bằng chứng cho thấy việc sa thải vẫn là một cản trở đối với sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch. Nền kinh tế vẫn còn thiếu khoảng 10.7 triệu công việc làm, trong khi khôi phục tất cả là có thể nói lên đến con số 22 triệu việc làm đã bị mất khi đại dịch bắt đầu xảy ra vào mùa xuân. Trong một những cái trang web tìm kiếm việc làm đã cho thấy có nhiều cái tin tức tuyển dụng của họ không thay đổi vào tuần trước và có khi còn thấp hơn cả khoảng 17% so với mức năm ngoái. Nhiều nhà tuyển dụng vẫn không có đủ tự tin vào doanh nghiệp của họ hoặc vào quan điểm về nền kinh tế đang tăng cường và chuyển động. Như vậy thì sự suy thoái kinh tế này nó ảnh hưởng đến những ngành nào trực tiếp nhất trong tương? Thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta thấy cuộc đại suy thoái này ảnh hưởng đến rất nhiều những ngành nghề có dịch vụ trực tiếp. Bên cạnh đó thì nhà hàng, hàng không, du lịch cùng với lại những nơi địa điểm vui chơi giải trí cũng ảnh hưởng không nhỏ. Những thiệt hại đối với những ngành công nghiệp này đã khiến cho hàng triệu người thất nghiệp, có khả năng trong một thời gian dài cho đến khi họ được trở về lại với công việc cũ hoặc là tìm thấy được một nghề nghiệp mới. Báo cáo của chính phủ hôm thứ Năm cho biết số người đang tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 1,2 triệu, đưa con số tổng xuống là còn 10 triệu. Sự suy giảm báo hiệu rằng nhiều người thất nghiệp đang trở về công việc cũ của họ. Trên thực tế, thì số người nhận trợ cấp mở rộng vào cuối tháng 9, theo dữ liệu mới nhất hiện có, đã tăng 800.000 người, lên 2,8 triệu người. Và chính phủ cũng cho biết 373.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp dành cho những người tự làm chủ. Con số này thấp hơn 90.000 so với tuần trước. Nhưng con số này không được điều chỉnh theo xu hướng thời vụ, vì vậy chính phủ báo cáo chúng một cách riêng biệt với những tuyên bố thất nghiệp thông thường. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán sự phục hồi kéo dài và không đồng đều từ đại dịch, nhưng một số ngân hàng vẫn đang có những cái thắng lợi lớn về vấn đề tài chính.
Công ty ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã báo cáo lợi nhuận quý thứ ba với con số gia tăng gần gấp đôi lợi nhuận lên 3,6 tỷ đô. JP Morgan Chase cũng như là BlackRock cũng có những con số lớn. Trong khi đó thì nhà bank Wells Fargo đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề khác. Ngân hàng này đã sa thải hơn 100 nhân viên vì họ đã khai man bản thân để lấy tiền từ quỹ cứu trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Những hành động này có thể lừa dối cục điều hành doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ. Vào tháng 9 thì JP Morgan cho biết họ đang điều tra xem các nhân viên có lạm dụng những khoản vay này hay không. Và những khoản vay này được cho là lạm dụng từ chương trình bảo vệ tiền lương và các chương trình cứu trợ đại dịch khác. Kính thưa quý vị, trở lại cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11 tới đây, chắc là quý vị đã biết chúng ta vỏn vẹn chỉ còn lại còn có 19 ngày thì trong cái trường hợp này bất kỳ tình huống nào xảy ra, cuộc bầu cử tổng thống vẫn sẽ được tiếp diễn. Một trong những cái tin làm choáng váng tất cả những người ủng hộ của ứng cử viên tổng thống Joe Biden, kính thưa quý vị, đã là bà Kamala Harris, nhân viên của bà đã mắc phải dương tính, và người nhân viên làm việc cho bà đó là một trong những giám đốc truyền thông. Sáng nay thì theo chương trình dự định, bà sẽ có một chuyến đi đến tiểu bang North Carolina để vận động tất cả cử tri đi bầu phiếu vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, tất cả những sự việc này đã làm cản trở chuyến đi của bà Kamala Harris đến tại North Carolina. Tất cả những tin tức đánh đi từ hãng thông tấn Reuters của những như CNN và tất cả hãng thông tấn khác đã cho biết những chi tiết như thế nào. Thưa quý vị, hai người bị nhiễm đó chính là giám đốc truyền thông của bà Harris cùng với lại một nhân viên của bà trong chuyến đi đến tiểu bang Arizona đã cho kết quả dương tính sau chuyến đi vào ngày 8 tháng 10. Chiến dịch tranh cử cho biết thì ông Joe Biden cũng như là bà Kamala Harris hiện tại không bị ảnh hưởng vì họ không tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Mặc dù cả ông Biden và bà Harris đã có một buổi vận động tranh cử ngay tại tiểu bang Arizona vào ngày 8 tháng 10 vừa qua. Và bà Harris dự kiến sẽ đến North Carolina vào ngày hôm nay để tham dự các sự kiện khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm. Nhưng hiện tại thì chương trình này đã bị hoãn lại cho đến ngày thứ hai. Trong lúc đó thì chúng ta thấy rằng là ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã có một cái buổi gặp gỡ vận động tại tiểu bang Arizona vào ngày 8 tháng 10. Yeah. Mà trong lúc đó thì có giám đốc truyền thông cũng có mặt vào ngày hôm đó, và đến ngày 8 tháng 10 đến bây giờ thì giám đốc truyền thông đã có những cái thử nghiệm và biết rằng là dương tính. Bởi thế theo cái luật CDC thì bà Kamala Harris và ông Joe Biden có ảnh hưởng đến vấn đề lây lan và nhiễm dương tính của ông giám đốc truyền thông hay không? Thưa quý vị, theo CDC thì họ có những khoảng cách được gọi là khoảng cách tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Thì hiện tại, theo những gì mà chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden tuyên bố là cả ông Joe Biden và bà Kamala Harris không tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Tuy nhiên thì họ vẫn giữ một khoảng cách an toàn, đó chính là dời lại tất cả những chuyến đi trong ngày hôm nay và để xem những ngày tiếp theo đây tình hình về bệnh của ông Joe Biden và bà Kamala Harris có xét nghiệm như thế nào. Theo một nguồn tin đánh đi từ Ủy ban tranh cử của bà Kamala Harris thì bà cho biết rằng tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc tiếp xúc với giám đốc truyền thông của bà vẫn được có thể nói giữ cái khoảng cách ly xã hội an toàn và vấn đề đeo mặt nạ. Chúng ta chờ xem tất cả những tin tức đặc biệt này đến từ cuộc tranh cử vận động của bà Kamala Harris như thế nào. Bây giờ thì chúng ta qua đến một cái vấn đề mà có thể nói hôm qua Hồng Tứ có theo dõi một trong những nhân vật nổi tiếng, đó là tiến sĩ Anthony Fauci không? Dạ. Yeah. Và Hồng Tứ thấy cái cuộc gọi là gặp gỡ giữa tiến sĩ Anthony Fauci với báo chí và một người gọi là phỏng vấn ông qua kênh truyền hình CBS thì đã nói lên những cái điều gì? Thưa quý vị, ngày hôm qua thì tiến sĩ Anthony Fauci đã có một trong những buổi phỏng vấn cùng với lại biên tập viên là Nora O'Donnell của CBS Evening News. Và ông nói rằng Hoa Kỳ cần phải tăng gấp đôi nỗ lực để ngăn chặn coronavirus trước khi bước vào những tháng mùa thu và mùa đông. Và trước khi chúng ta đi đến phần thông tin chi tiết thì bây giờ chương trình sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689.
Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế giới Chuyển động. Đến bây giờ thì chúng ta trở lại vấn đề Covid-19. Trước khi chúng ta chuẩn bị đón một ngày đại lễ lớn theo truyền thống của người dân Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, đó là ngày lễ Thanksgiving. Chắc quý vị biết ngày lễ Thanksgiving thì tất cả thành viên ở trong gia đình dù ở nơi nào xa xôi cũng đều muốn để có cơ hội về tụ tập chung trong gia đình của mình. Và tất cả những cái phương tiện di chuyển của tất cả những người thành viên trong xã hội đã bị cản trở bởi một vấn đề, đó là tiếp xúc với những người ở ngoài một cái khoảng không gian và thời gian có thể dễ lây lan đến Covid-19. Bởi thế, trong một cái cuộc gọi là phỏng vấn đặc biệt vào ngày hôm qua, tiến sĩ Anthony Fauci đã lên tiếng cảnh báo và ông cho rằng hiện nay 37 tiểu bang, tất nhiên là 3/4 của tất cả các tiểu bang tại Hoa Kỳ đã hiện nay có con số gia tăng lây lan Covid-19, một con số đáng ngại. Và ông ta nói rằng khí hậu và thời tiết từ mùa thu cho đến mùa đông, đó là một trong những nguyên nhân chính mà trong những cái cuộc gọi là không thể đi ra ngoài được, ở trong nhà thì dễ lây lan và truyền nhiễm Covid-19. Và ông cho rằng chúng ta cần phải tăng gấp đôi tất cả các biện pháp có thể đối ngăn ngừa. Những biện pháp đó bao gồm chúng ta cần phải giữ khoảng cách ly xã hội 6 feet, chúng ta cần phải có mặt nạ, và đặc biệt chúng ta phải luôn luôn rửa tay an toàn. Những cái điều đó có phải là những sự kiện diễn ra trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua không, thưa ông Đức? Chính xác là như vậy, thưa quý vị. Và trong buổi phỏng vấn thì tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng những gì thực sự phải làm là gia tăng gấp đôi các biện pháp phòng ngừa như giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang. Và ông lưu ý rằng các trường hợp lây nhiễm virus đang ảnh hưởng đến hơn 3/4 của đất nước. Tiến sĩ Fauci cũng cảnh báo thời tiết trở nên mát mẻ hơn không phải là một dấu hiệu tốt cho dịch bệnh. Ông nhấn mạnh rằng các quan chức y tế đã đưa ra lời khuyên trong nhiều tháng như là việc phải rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, tránh đám đông và đặc biệt là khoảng cách ở trong nhà là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Khi được hỏi lời khuyên của ông dành cho những người dân Hoa Kỳ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tháng 11, đặc biệt là trong dịp lễ tạ ơn, tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng họ nên đánh giá tình trạng các vụ việc trên khắp đất nước trước khi di chuyển cũng như tham gia vào những buổi hội họp gia đình. Kính thưa quý vị, tiến sĩ Anthony Fauci cũng không quên đề cập đến vấn đề tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Và ông nói rằng ông cùng với một chuyên gia khoa học có thể nói hàng đầu đã nghiên cứu và xem rõ tường tận tất cả những gì liên quan đến vấn đề sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Và ông khẳng định rằng ông đã ký vào trong biên bản và xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump hiện nay không mang tính cách lây lan Covid-19 cho những người kế cận bên ông. Và khi được hỏi về vấn đề liên quan đến vaccine khi nào sẽ sẵn sàng thì ông dự đoán là đến quý đầu tiên của năm 2021, tức là vào khoảng tháng 4, thì nếu như mà những thử nghiệm lâm sàng thành công thì đến thời điểm đó Hoa Kỳ sẽ có thể có vaccine. Kính thưa quý vị, tất cả những sự kiện này, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe và sự chữa trị cho Tổng thống Donald Trump thì ông đã tuyên bố một cách rõ ràng: lẽ nhiên tôi không được đề cập đến tất cả những gì qua buổi nói chuyện của tôi với Tổng thống vào tuần trước. Tuy nhiên, tất cả những sự kiện quý vị đã biết rằng mấy ai và không có ai có thể được có những cái sự gọi là chăm sóc, điều trị như đối với Tổng thống của chúng ta. Ông ví von một vấn đề, có thể nói chiếc xe có thể chạy đến tốc độ 95 mile một giờ, đạt đến một cái tốc độ nhanh. Tuy nhiên, nếu quý vị khuyến khích ai nào đó đi với một cái tốc độ nhanh hơn thì đó là một cái sự việc khác nữa. Và trở lại với tình hình Covid-19 xảy ra ngay tại Tòa Bạch Ốc thì nhân viên Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu quay lại cánh tay để làm việc sau 2 tuần ổ dịch bùng phát tại đây. Một quan chức vào ngày 14 tháng 10 cho biết hầu hết những người bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch đầu tiên đều có triệu chứng nhẹ và Tòa Bạch Ốc đã rất may mắn. Thư ký báo chí là Kayleigh McKinney chưa trở lại từ khi được xác định dương tính với virus, nhưng hy vọng rằng thời gian cách ly sẽ hết vào cuối tuần. Thế một nhân vật quan trọng ở trong Tòa Bạch Ốc đó là Hope Hicks. Đến bây giờ thì tình trạng dương tính của Hope Hicks đi đến ở vào cái thời điểm nào? Hiện tại thì bà Hope Hicks, một trong những người đầu tiên phát hiện dương tính với Covid-19, vẫn chưa quay trở lại làm việc, nhưng cho biết rằng bà đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trợ lý thư ký báo chí là Caroline Levitt đã trở lại sau khi xuất viện cũng như là xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Cựu thống đốc New Jersey là Chris Christie, người nhập viện một tuần để điều trị, dường như là một trong những người bị ảnh hưởng nặng nhất trong cụm dịch này. Trong bài Twitter từng tuần trước thì ông thông báo đã được xuất viện. Kính thưa quý vị, tất cả những sự kiện liên quan đến Bill Stepien là người điều khiển chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn bình phục và ông đã có thể trở lại văn phòng làm việc. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa, đó là bà Rona McDaniel, cho biết bà đã cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi nhiễm virus và dự định trở lại văn phòng làm việc vào ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì chúng ta lại đi qua một cái tin mà có thể nói làm rất nhiều người buồn lòng, vì đây là một trong những nhân vật mà được sự yêu mến của rất nhiều người ở trong giới trẻ. Chắc Hồng Tứ đã có nghĩ đến và có thể nói theo dõi tất cả những hoạt động của một chàng thanh niên trẻ, đó là Baron
Trump. Nghĩ sao về một người trẻ 14 tuổi mà hôm qua một cái tin chấn động, bà Melania tuyên bố Barron Trump đã bị nhiễm dương tính. Thưa quý vị, đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ bà Melania Trump ngày hôm qua đã cho biết con trai của bà là Barron Trump, 14 tuổi đã dương tính với COVID-19. Nhưng hiện tại thì cả hai mẹ con đều đã khỏi bệnh. Bà Melania viết trong bài luận có tựa đề là trải nghiệm cá nhân của tôi với COVID-19. Được Tòa Bạch Ốc công bố vào ngày 14 tháng 10, bà chia sẻ rằng sau khi Tổng thống Trump và phu nhân dương tính với virus 2 tuần trước, Barron ban đầu có kết quả âm tính nhưng sau khi xét nghiệm một lần nữa thì lại nhận ra kết quả dương tính. Nhưng may mắn là Barron là một thiếu niên khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào. Trong khi đó, bà Melania có các triệu chứng nhẹ như đau nhức cơ thể, ho, đau đầu và mệt mỏi. Đệ nhất phu nhân cũng thông báo hiện bà và con trai cũng đã âm tính với COVID-19. Tổng thống Trump cũng sử dụng con trai ông như là một ví dụ điển hình về việc người trẻ hồi phục rất nhanh chóng, nên việc mở cửa trường học trở lại nên được tiếp diễn. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế giới chuyển động và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Thế giới chuyển động và chúng ta bắt đầu ngay với vấn đề bầu cử ngay tại Hoa Kỳ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ đến ngày 3 tháng 11. Và tối ngày hôm nay thì đài NBC đã chính thức lên chương trình cho chương trình tòa thị chính với Tổng thống Donald Trump, cùng lúc phát sóng với lại chương trình của ông Joe Biden trên đài ABC. Chương trình tòa thị chính của hai bên sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ tối Eastern Time, trong khi đó thì cuộc bỏ phiếu sớm vẫn tiếp tục diễn ra. Các tiểu bang đã phá vỡ kỷ lục bỏ phiếu sớm lần này. Quận Harris của tiểu bang Texas đã lập kỷ lục bỏ phiếu trong ngày thứ hai và tiểu bang California đã nhận được số phiếu bầu nhiều gấp 10 lần so với cuộc bầu cử vào năm 2016. Trong khi đó, thống đốc tiểu bang Massachusetts là Charlie Baker, một đảng thành viên của đảng Cộng Hòa, đã nói rằng ông sẽ không ủng hộ nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, lại duyên nhân tối hôm nay thì tất cả các khán thính giả theo dõi và muốn biết tất cả những sự kiện liên quan đến hai ứng cử viên đều có đặt mở băng truyền hình lên. Và quý vị sẽ theo dõi ở kênh truyền hình ABC và NBC đều đồng diễn ra vào một thời điểm là lúc 8 giờ giờ miền Đông, tuy nhiên là khoảng 5 giờ chiều giờ California. Đây là một buổi gặp gỡ có tính cách như là town hall meeting. Tất cả những người dân gặp gỡ và sẽ đặt câu hỏi với ứng cử viên, trong đó Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden sẽ trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi mà họ thắc mắc về những gì họ muốn thắc mắc với vị ứng cử viên. Đây là một trong những cái sự kiện liên quan đến vấn đề đề cập đến nhiều nhất, đó là vấn đề coronavirus, về vấn đề kinh tế, về vấn đề Trung Cộng và một trong những sự kiện gần đây đó là vấn đề hạt nhân đối với Cộng hòa Liên bang Nga. Tất cả những sự kiện này cũng liên quan đến vấn đề thuế má của Tổng thống Donald Trump và gần đây nhất thì ứng cử viên
Tổng thống Joe Biden cũng sẽ phải trả lời tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề con trai của ông đã thực hiện ở tại Ukraine. Đây là một trong những vấn đề mà ông Joe Biden cũng còn phải đối diện với báo chí trong tương lai. Bên cạnh đó, thì một số người hiện nay đang quan tâm đến vấn đề sức khỏe của ông Joe Biden ở vào lứa tuổi 77 tuổi. Tất cả những sự kiện này sẽ là một trong những đề tài chính trong cuộc buổi gặp gỡ mà chúng ta hay thường gọi là Town Hall Meeting ở tại hai thành phố của tiểu bang Florida và tiểu bang Pennsylvania. Thưa quý vị, và gần đây Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cáo buộc tham nhũng là ông Joe Biden tham nhũng sau khi tờ báo New York Post đăng thông tin ông Joe Biden từng gặp đối tác Ukraine của con trai là Hunter Biden, trái với tuyên bố trước đó của ông. Tổng thống Donald Trump đã nói với đám đông người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang Iowa ngày hôm qua rằng cựu phó tổng thống ông Joe Biden, ông nợ người dân Hoa Kỳ một lời xin lỗi vì hóa ra ông là một chính trị gia tham nhũng. Gia đình Biden coi phó tổng thống như một tập đoàn hoạt động vì lợi nhuận, bay đi khắp thế giới và thu về hàng triệu đô từ Trung Quốc, Ukraine, Nga và các nước khác. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Tờ New York Post trước đó cùng ngày đã đăng tải một email cho thấy ông Hunter Biden là con trai của ứng cử viên cho chức vụ tổng thống của đảng Dân Chủ, đã giới thiệu ông Biden với một lãnh đạo công ty năng lượng Ukraine, nơi ông Hunter Biden từng là thành viên hội đồng quản trị từ năm 2014 cho đến năm 2019, trong khi Joe Biden từng phụ trách chính sách Ukraine của chính quyền Obama. Về phía chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden vào ngày 14 tháng 10 cho hay trong một tuyên bố rằng không có cuộc gặp nào với người đại diện của bên Ukraine trong lịch trình chính thức của cựu phó tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định các thông tin trên chứng minh rằng ông Joe Biden đã nói dối một cách trắng trợn về việc ông ấy tham gia vào các giao dịch kinh doanh tham nhũng của con trai mình. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì Tổng thống Donald Trump không dừng lại và ông tiếp tục chê trách Facebook và trang Twitter vì chặn lại tất cả các liên kết đến một bài báo của New York Post về ông Biden và con trai của ông. Tổng thống Donald Trump vào hôm 14 tháng 10 đăng trên trang Twitter của ông rằng thật kinh khủng khi Facebook và Twitter đã gỡ bỏ câu chuyện về các email bằng chứng không thể chối cãi liên quan đến Joe và con trai của ông ta Hunter trên tờ New York Post. Đó chỉ mới là khởi đầu của họ đưa ra mà thôi, không có gì tệ hơn một chính trị gia tham nhũng. Tờ New York Post cũng chỉ trích ông trên trang mạng Facebook và Twitter giúp đỡ chiến dịch tranh cử của Biden khi hai mạng xã hội này phản bác tất cả các tính xác thực của thông tin trên. Đây cũng là một trong cuộc chiến mới mà trong lúc đó thì ứng cử viên Donald Trump vừa mới tỉnh dậy sau cơn Covid-19 đã đưa ra tất cả những sự kiện mà nhằm thu hút tất cả các cử tri vào những ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử. Về những khó khăn mà Tổng thống Donald Trump hiện đang phải đối mặt chính là việc công tố viên điều tra nghi vấn Ngân hàng Nhà nước Ai Cập hỗ trợ hoặc cho Tổng thống Donald Trump vay hàng triệu đô tranh cử, nhưng hiện tại thì họ vẫn chưa đưa ra bằng chứng. Đài CNN vào ngày 14 tháng 10 đã dẫn nhiều nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết rằng trong hơn 3 năm qua thì các công tố viên liên bang đã điều tra liệu việc nguồn tiền từ một ngân hàng nhà nước Ai Cập hỗ trợ 10 triệu đô mà Tổng thống Donald Trump quyên góp cho chiến dịch tranh cử vào năm 2016 của ông vào phút chót có xảy ra hay không. Cuộc điều tra được giữ bí mật đến mức có thời điểm sau trác hầu tòa của bồi thẩm đoàn, các nhà điều tra khóa toàn bộ một tầng của tòa án liên bang ở thủ đô Washington để nhóm điều tra của ông Mueller có thể khai thác hồ sơ ngân hàng từ phía Ai Cập. Các công tố viên nghi ngờ có thể có mối liên hệ bí mật giữa ngân hàng Ai Cập và các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Qua những cái thời gian vừa qua, chúng ta tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc tranh cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Nhưng mà Hồng Tứ theo dõi và tôi thấy phía hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ có nhiều cái sự tranh cử và có những cái vấn đề khác nhau hoàn toàn. Một trong những cái vấn đề mà chúng ta có thể đưa đến nếu Tổng thống Donald Trump thất bại thì đây cũng là một trong những nguyên nhân chính của vấn đề thất bại. Khi đảng Dân Chủ thì chưa thấy có vấn đề chia rẽ nội bộ của họ, vấn đề xào xáo trong nội bộ của họ không có trong kỳ tranh cử này. Nhưng phía đảng Cộng Hòa thì như thế nào? Đảng Cộng Hòa thì có thể nó chia 5 xẻ 7 và tất cả các thành viên trong Cộng Hòa ngày 1, ngày 2 cứ tiếp tục gia tăng những cái nhóm gọi là chống đối Tổng thống Donald Trump. Yeah. Như Hồng Tứ đã thấy trong ngay cái ngày đại hội đảng của đảng Dân Chủ, rất nhiều thành viên Cộng Hòa đã lên tiếng và xuất hiện trên truyền hình để là công khai chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Và đến bây giờ thì Hồng Tứ theo dõi thấy rất nhiều cái nhóm mà có thể nói đây là những nhóm cốt lõi với một cái số tiền rất lớn và họ ngày 1, ngày 2 tiếp tục chống đối Tổng thống Donald Trump.
Thưa quý vị, và một nhóm mới nhất được thành lập bởi ông Greg Scott, thành viên đảng Cộng Hòa đã không ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Scott là người đã bán công ty phần mềm cho Salesforce vào năm 2018 với giá là 6,5 tỷ đô, đã tự bỏ ra 1 triệu đô tiền túi để thành lập nhóm mới có tên gọi là Reclaim Our Party, nhóm vận động tranh cử chính trị nhằm vào các cử tri độc lập thiên hữu và thành viên Cộng Hòa dễ dao động, nhằm thuyết phục họ bỏ phiếu chống lại Tổng thống Donald Trump. Với hành động này, thì ông Scott đã bước vào thế giới chống ông Tổng thống Donald Trump ngày càng đông đúc từ phía đảng Cộng Hòa. Hai nhóm lớn nhất hiện tại là Lincoln Project, tạm dịch là dự án Lincoln, cùng với lại Republican Voters Against Trump, có nghĩa là cử tri Cộng Hòa chống lại Trump. Và đây là hai tổ chức có ngân sách hàng triệu đô đủ khả năng thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu dữ liệu phức tạp riêng của họ. Vẫn theo tất cả các nhóm như là Bravery Project, dự án dũng cảm, như quý vị biết trước đây thì một cái nhóm như là Scott đã đưa ra, đó là nhóm có tên Reclaim Our Party, có nghĩa là chúng ta phải giành lại đảng của chúng ta. Như dự án Lincoln, dự án cử tri Cộng Hòa chống lại Trump và dự án dũng cảm do Joe Wasku, cựu thượng nghị sĩ Cộng Hòa của bang Illinois dẫn dắt, và Stand Up Republic là sát cánh cùng Cộng Hòa, liên minh chính trị toàn vẹn và cải cách đảng Cộng Hòa, hay còn được gọi là Repair, tức như là sửa sang lại, do hai cựu quan chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump lãnh đạo và nhóm quan chức dưới thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush và ứng cử, và thưa quý vị, họ đã ủng hộ cho tất cả những gì liên quan đến đối thủ Tổng thống Donald Trump, đó là Joe Biden. Đây là một cái sự kiện mà có thể nói làm rất nhiều người ngạc nhiên trong cái kỳ tranh cử này, vì đây có thể nói rằng là nội bộ đã quá chia rẽ ở trong đảng Cộng Hòa. Về phía ông Joe Biden thì trong khi chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức ngày 3 tháng 11, và dường như thì ông lại nhận được thêm nhiều sự ủng hộ, nhất là từ phía những người nổi tiếng. Trong những ngày gần đây thì nhiều cử tri nổi tiếng nhất Hoa Kỳ đã nói lên sự ủng hộ với ứng cử viên của đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, cùng với bà Kamala Harris. Các nghệ sĩ nổi tiếng như là ca sĩ Taylor Swift, Madonna, Cardi B, Tom Hanks cùng với lại George Clooney cũng đã công khai lên tiếng ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Trong một bài xã luận trên tạp chí V thì nữ ca sĩ Taylor Swift đã kêu gọi người ủng hộ cô phải bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Bài viết sau đó được ca sĩ Swift chia sẻ với 104 triệu người theo dõi trên Instagram. Diễn viên Dwayne Johnson trong một video cũng nói rằng ông Joe Biden và bà Kamala Harris là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo đất nước. Và đây cũng là lần đầu tiên mà nam diễn viên Johnson công khai hậu thuẫn một ứng cử viên cho chức vụ tổng thống hay là cho bất kỳ một chính trị gia nào ngay tại Hoa Kỳ. Một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần đề cập đến sáng nay đó là vấn đề tài chính và ngân sách vận động tranh cử của ông Joe Biden bây giờ nằm ở con số như thế nào. Hiện tại thì trong vòng 1 tháng 9 thì ông đã quyên góp tổng cộng là 383 triệu đô. Và đây là con số cao nhất kỷ lục từ trước đến nay cho bất kỳ những ứng cử viên nào cho chiến dịch tranh cử. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ máy. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SET TV và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trở lại với phiên điều trần của bà Amy Barrett. Ứng cử viên được đề cử cho chức vụ thẩm phán tòa án tối cao Amy Barrett sẽ phải đối mặt với lại phiên điều trần cuối cùng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, trước khi được Thượng viện xác nhận trong 2 tuần tới. Trong khi bà một lần nữa đã từ chối nói thẳng cách mà bà sẽ phán quyết trong các trường hợp cụ thể khi ngồi trên băng ghế dự bị như thế nào. Bà Barrett và cùng những người ủng hộ đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy bà đưa ra ý tưởng rằng bà sẽ không ủng hộ việc bãi bỏ đạo luật Obamacare và các biện pháp tránh thai. Trong cuộc trao đổi gần đây rất thử thách với thượng nghị sĩ là bà Kamala Harris về quyền bầu cử, thì bà Barrett đã từ chối cho biết liệu bà có tin rằng sự phân biệt chủng tộc cũng như là đối xử cử tri vẫn tồn tại ở Hoa Kỳ hay không. Hôm nay, Ủy ban sẽ tổ chức ngày thứ tư của phiên điều trần với lời khai từ các nhân chứng bên ngoài và đưa ra lời chống lại xác nhận của bà Barrett.
Chắc là sự kiện này nó sẽ cùng chấm dứt và đưa đến một vấn đề là toàn thể tất cả các thượng nghị sĩ sẽ ngồi lại với nhau và sẽ bầu bán. Chắc lẽ rồi thì bà Amy Barrett này cũng sẽ qua được cái cửa ngõ này và trở thành một trong những người thành viên thứ 9 của tối cao Pháp viện. Hồng Tứ có nghĩ như vậy không? Hồng Tứ nghĩ là chắc chắn. Chắc chắn là bà được phải không? Và bây giờ thì chúng ta đi qua một trong những vấn đề mà mấy hôm nay có thể nói tất cả các báo chí ở trong khu vực Đông Nam Á đề cập đến nhiều nhất, đó là vấn đề Hoa Kỳ và Trung Quốc. Về phía Trung Quốc thì họ đã điều những tàu chiến theo dõi tàu USS Barry của Hải quân Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày hôm qua. Trương Xuân Huy là phát ngôn viên quân đội Trung Quốc hôm nay đưa ra tuyên bố cho biết tàu chiến nước này đã theo dõi và giám sát tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry khi chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 14 tháng 10. Và đây là lần thứ 11 tàu chiến Hoa Kỳ đi qua vùng biển này trong năm nay. Và ông Trương Xuân Huy cáo buộc hành động này của Hoa Kỳ đang hủy hoại nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, thì Hải quân của Hoa Kỳ gọi đây là một hoạt động quá cảnh thông thường theo luật pháp quốc tế. Đây là một trong những trường hợp làm tăng lên tình trạng gia tăng cường độ có thể đụng độ giữa hai quốc gia siêu cường trên thế giới. Vấn đề trước tiên, tại sao tất cả các tàu Trung Quốc lại theo dõi chiến hạm USS Barry của Hoa Kỳ? Vì gần đây Hoa Kỳ đã công khai tuyên bố và bán một số vũ khí hạng nặng vào cái thời điểm mà có những cái sự tranh chấp và cường độ có thể nói rằng là khẩu chiến giữa hai quốc gia cùng chung một quê hương, đó là Đài Loan và Trung Quốc. Ngày xưa thì tôi hay biết rằng mỗi một lần có những cái chiếc hàng không mẫu hạm đi ngang qua eo biển là mỗi một lần mà tất cả những vấn đề gọi là tiền bạc được chuyển từ Đài Loan qua Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái sự kiện chính trị đã có từ lâu. Nhưng bây giờ thì tất cả nhân viên và có thể nói chính phủ Đài Loan đã quan tâm đến một hướng đi mới và họ sẵn sàng để tự vệ, bảo vệ cái quyền tự chủ độc lập của Đài Loan mà trong những thập niên qua họ đã xây dựng được ở tại cái bán đảo này. Bây giờ chúng ta không lấy gì làm lạ là tình hình càng ngày càng gia tăng căng thẳng ở khu vực này. Bây giờ thì chúng ta nói đến đặc khu Hồng Kông. Tất cả những sự kiện liên quan đến dự luật an ninh và vấn đề tất cả những vấn đề kiểm soát tất cả các vấn đề tranh đấu ở tại Hồng Kông. Thế đặc khu Hồng Kông có bị ảnh hưởng như thế nào hay không? Hiện tại thì Hoa Kỳ đã gia tăng những áp lực đến với trưởng đặc khu Hồng Kông, đưa tên của bà vào danh sách đen nhưng không đưa các ngân hàng vào danh sách trừng phạt. Trong báo cáo đầu tiên trước Quốc hội vào ngày 14 tháng 10 theo đạo luật tự trị Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh sự phản đối liên tục đối với các hành động có chủ ý của Bắc Kinh nhằm làm xói mòn quyền tự do của người dân Hồng Kông và áp đặt các chính sách cưỡng bức. Cùng với báo cáo này, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thêm 10 người vào danh sách đen, công dân được chỉ định đặc biệt phải chịu lệnh trừng phạt, bao gồm có trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam, cùng với cáo buộc phá hoại quyền tự trị. Bộ Ngoại giao cho biết trong vòng 60 ngày, họ sẽ xác định các tổ chức tài chính thực hiện giao dịch quan trọng với những cá nhân này. Bây giờ thì chúng ta nói đến Trung Quốc thì chúng ta không thể nào không đề cập đến vấn đề Chủ tịch Tập Cận Bình. Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây đã có những cái lời tuyên bố răn đe và có thể nói đưa thế giới phải đối diện với một chiến tranh. Vậy đối với quân đội thì ông Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố những điều như thế nào? Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã nói với quân đội Trung Quốc hãy dồn tâm trí vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Ông đã đưa ra những lời bình luận đáng báo động trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Trung Quốc và Washington đang có những bất đồng đặc biệt về vấn đề Đài Loan và đại dịch. Tờ báo gần đây đã đưa những thông báo họ đang có kế hoạch bán 3 hệ thống vũ khí tiên tiến cho Đài Loan, đưa Hoa Kỳ đến gần hơn nữa về mặt ngoại giao với quốc đảo này. Vì Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ nên thỏa thuận vũ khí này chắc chắn đã làm dấy lên những căng thẳng giữa hai quốc gia. Bây giờ thì chúng ta nói đến Trung Quốc thì chúng ta không thể nào không nói đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một trong những người bạn cũng là một trong những đối thủ tranh chấp về mặt lãnh thổ và lãnh hải đối với Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta nói đến vấn đề gọi là phản đối của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm ở trong lĩnh vực nào. Trong quá khứ thì bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã liên tục đưa ra những lời phản kháng. Nhưng đến bây giờ thì vấn đề tất cả các công ty đã có mặt ở tại Hoàng Sa, thế Việt Nam phải đối phó về vấn đề này như thế nào? Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc ghi danh hơn 400 công ty ngay tại Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao cho biết các hành vi ghi danh doanh nghiệp liên quan đến cái gọi là thành phố Tam Sa ở quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam đều là vô giá trị. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói trong họp báo thường kỳ, cho biết rằng lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Như hôm qua thì chúng ta đã đưa tin là ông tân thủ tướng Suga của Nhật Bản đã quyết định có một chuyến viếng thăm Việt Nam và Indonesia. Thế tại sao, lý do gì là hai bên có thể đã đưa đến một cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên khi ông Suga trở thành thủ tướng?
Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có tên gọi tắt là CSIS có trụ sở ngay tại Washington, thì ông Suga, người lên nắm chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi ông Abe từ chức vì lý do sức khỏe vào tháng trước, đã phá vỡ truyền thống khi chọn Việt Nam và Indonesia cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên, thay vì đồng minh thân cận đó chính là Hoa Kỳ, nơi đang có số lượng người nhiễm virus cao nhất trên thế giới. Và chuyến công du này, theo CSIS cho biết, là nhằm củng cố hơn nữa sự ủng hộ của Nhật Bản đối với Đông Nam Á trên mọi lĩnh vực, từ ứng phó với đại dịch cho đến vấn đề đầu tư. Kính thưa quý vị, cựu giám đốc của ngoại vụ của tỉnh Khánh Hòa đã có những hành động mờ ám khi cố gắng làm sao để đưa người thân của ông đi đến Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì rất nhiều người Việt Nam được cái quyền đi đến tự do thăm viếng du lịch Hoa Kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là ai cũng có thể đi được. Bởi thế, ngay cả một trong những cái viên chức cao cấp của tỉnh Khánh Hòa, tức như là tỉnh Nha Trang, đã có những cái hành động bị chỉ trích và gọi là mờ ám trong việc đưa người đi đến Hoa Kỳ. Vào ngày 14 tháng 10, Tòa án của Nha Trang đã tiến hành xét xử ông Nguyễn Quốc Trâm, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và một cựu thuộc cấp vì làm giả mạo hồ sơ xin visa đi Mỹ. Cáo trạng cho biết rằng cuối năm 2015, đầu năm 2016, thì ông Nguyễn Quốc Trâm, với tư cách là giám đốc Sở Ngoại giao tỉnh Khánh Hòa, đã chỉ đạo nhân viên làm giả các tài liệu, hồ sơ, lập khống bảng lương cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, một người làm lao động tự do ở Nha Trang, để ông Trâm bổ nhiệm bà này giữ chức vụ phó chánh văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa. Và hai người đã thành công xuất cảnh đi Mỹ như theo lời mời mà ông chỉ đạo làm giả. Và đến nay thì vụ án này được phanh phui và đưa ra tòa án. Trước khi chúng ta chia tay với khán thính giả qua Thế giới chuyển động, Hồng Tứ cho biết những con số những người bị lây lan mắc nhiễm bởi COVID-19 ngày hôm nay như thế nào. Thưa quý vị, trong vòng 24 tiếng vừa qua, trên thế giới những ca lây nhiễm đã tăng thêm 384.323 ca. Tổng số hiện tại đang là 38.829.997 ca lây nhiễm, với số người tử vong đã tăng thêm 5.914 người. Con số hiện tại đang là 1.098.110 ca. Và tổng số người hồi phục là 29.167.581. Riêng tại Hoa Kỳ, trong vòng một ngày thì số ca lây nhiễm tăng thêm 116.236 ca, đưa con số lên 8.154.627 ca lây nhiễm, với số người tử vong tăng thêm 949 người, tổng số hiện tại đang là 220.939. Và số người hồi phục được ghi nhận là 5.279.984. Tiểu bang California, số ca lây nhiễm đã tăng thêm 3.435, đưa tổng số lên 865.559. Với số người tử vong tăng thêm 104 người, tổng số hiện tại đang là 16.760. Quận Cam, số ca lây nhiễm trong vòng một ngày tăng thêm 213 ca, đưa tổng số lên 56.283. Với số người tử vong tăng thêm 19 người, con số hiện tại đang là 1.360. Quận Santa Clara, số ca lây nhiễm tăng thêm 164 người, đưa tổng số lên 22.801. Và số người tử vong thì vẫn duy trì ở con số 363. Kính thưa quý vị, qua hệ thống vô tuyến truyền hình toàn quốc, ông tiến sĩ Anthony Fauci đã tuyên bố một cách rất là có thể nói là vững mạnh. Ông yêu cầu tất cả mọi người cần phải giữ khoảng cách xã hội. Đó là một trong những khoảng cách an toàn để chúng ta chống lây lan lây nhiễm COVID-19. Nhưng bây giờ thì một trong những sự kiện đã làm cho chúng ta hơi bàng hoàng, đó là tất cả các quan chức ở tòa Bạch Ông họ đã ủng hộ kiến nghị về miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên điều đó, những người kiến nghị phản đối vấn đề phong tỏa xã hội, thực sự là những viên chức tòa Bạch Ốc có làm điều đó hay không? Trong một cuộc trao đổi qua điện thoại hồi đầu tuần thì hai quan chức cấp cao giấu tên đã dẫn một bản kiến nghị có tên là tuyên bố Great Barrington. Trong đó thì những người ký tên phản đối biện pháp phong tỏa để chống COVID-19 và kêu gọi tái mở cửa doanh nghiệp, trường học trong thời kỳ đại dịch để đạt được miễn dịch cộng đồng. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình Thế giới chuyển động của chúng ta cũng đã hết thời gian. Hồng Tứ và anh Đoàn Trọng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SET TV vào chương trình ngày mai. Xin được gửi lời chào.